Vâng, từ Gỗ Nguyên Hồng xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong video này thì ngày hôm nay từ Gỗ Nguyên Hồng xin chia sẻ với chị một tác phẩm mà bên em đang hoàn thiện, đang làm ở cái khâu là vỡ tạo hình cho tác phẩm nha anh chị nhá. Đó, như chị đang nhìn thấy đấy ạ, anh em nghệ nhân của bên em đang dùng những chiếc máy và những cái đục để vỡ tạo hình. Ngoài khâu cắt cưa ra để tạo hình ra rồi sẽ dùng những cái máy như anh chị đang nhìn thấy đấy ạ. Và tác phẩm này có tên là tác phẩm Thành Tâm Bái Phật. Đây là một cái tác phẩm rất là to và được chế tác trên chất liệu là gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai. Đó, anh chị đang nhìn thấy đấy ạ. Cái chất gỗ ấy, chất gỗ rất là đẹp. Đây là phần mộc mà đã như này rồi. Đấy, cái cảnh của tác phẩm có chiều sâu hút vào như cái mái nhà. Đây mới chỉ là vỡ, em chia sẻ với chị nhá, chỉ là khâu vỡ thôi, vỡ tạo hình thôi. Cái tán bồ đề đã rất là đẹp như này rồi. Đấy, một cái cây bồ đề gần như là liền như này. Một tác phẩm này thì em chưa đo kích thước nhưng mà ngang khoảng cỡ là tầm 1m7, 1m8 nha anh chị nhá. Tầm 1m7, 1m8. Và cái phôi gỗ nặng hơn 3 tạ phôi gỗ này. Hứa hẹn là sau khi hoàn thiện xong tác phẩm sẽ là một tác phẩm hàng để đời, xứng đáng để sưu tầm. Đó, chị có thể nhìn thấy em đang đưa camera ra xa để cho anh chị có thể nhìn thấy tổng quan được tác phẩm. Đấy, tổng quan tác phẩm anh chị nhìn thấy đấy ạ. Vâng, anh em đang ngồi ở đây thì anh chị nhìn thấy đấy ạ. Tác phẩm này to hơn rất là nhiều. Và tác phẩm này đục cái cảnh, cái phôi gỗ nó cũng đẹp về cái chất gỗ và cái cảnh có chiều sâu dàn đều vào hai bên. Hai bên là những cái mái nhà, tiểu cảnh cây cầu. Và tác phẩm này chất liệu gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai. Tác phẩm này thì sau khi hoàn thiện xong thì tác phẩm này trưng bày ở một vị trí nó cao cao một chút thì sẽ rất là hợp lý. Có thể để lên một cái kỷ lớn, một kỷ lớn. Và em đang quay sát lại gần cho anh chị nhìn thấy cái phần tiểu cảnh ở bên mé bên tay trái của tác phẩm. Đấy, chị có thể nhìn thấy cái chất gỗ chưa ạ? Chất gỗ rất là đều này. Rất là đều sau khi cắt phá vỡ ra thì anh chị nhìn thấy ạ. Và đây là cái cây liễu. Vâng, ở đây có một cây cầu đấy, chị nhìn thấy cái cảnh nhìn rất là hút vào. Ở phía trên thì cũng có những cái mái chùa, những cái bậc thang và tháp chùa làm cho tác phẩm trở nên là xa xăm hơn, nhìn hút vào có chiều sâu. Vâng, và em cũng xin giới thiệu lại với anh chị, đó là bên em là tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và anh chị nào đang theo dõi video này và chưa nhấn đăng ký kênh YouTube tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng của bên em thì anh chị có thể nhấn vào cái nút đăng ký và kích vào hình quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất về những cái tác phẩm mới nhất mà bên em tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng hoàn thiện ra. Và đặc biệt hơn nữa đó là anh chị hãy nhấn theo dõi và theo dõi siêu phẩm này sau khi hoàn thiện xong thì sẽ trông như thế nào. Và sẽ hứa hẹn là một tác phẩm sưu tầm VIP, đây là một tác phẩm hàng VIP nha anh chị nhá. Vâng, và em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả anh chị đã theo dõi và ủng hộ bên em trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt hơn nữa là video này, em xin chào tất cả anh chị ạ.